đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Quang Hải vượt trội dàn sao tấn công tuyển Việt Nam, tín hiệu đáng mừng cho huấn luyện viên Chelsea. Ông Philippe Chelsea cần gì tại Philip Nguyễn? Tuyển Việt Nam sẽ chìm nghỉm nếu như không bỏ lối đá phòng ngự. Quang Hải vượt trội dàn sao tấn công tuyển Việt Nam, tín hiệu đáng mừng trong Chelsea. Những Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn, Văn Quyết, Đình Bắc và Thành Nhàn có thể phải lấy Quang Hải để làm động lực phấn đấu sau khi anh đạt thành tích ghi 2 bàn sau 2 trận ở V-League mùa này. Với 2 bàn vào lưới của Hải Phòng và Nam Định, Quang Hải nổi lên là tay săn bàn hàng đầu giải đấu năm nay. Hiện tại anh xếp trên tất cả những tiền đạo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup cùng huấn luyện viên Chelsea tháng trước. So với Tuấn Hải thì chân sút số 1 của Hà Nội FC lúc này, tiền đạo 25 tuổi có 4 bàn tại FC Chamberlain nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn cho câu lạc bộ ở V-League mùa này. Còn Tiến Linh, Văn Quyết chưa có bàn nào sau 4 trận. Hải mất hơn 150 phút để khiến cho người hâm mộ nhớ tới mình ngay trong ngày anh quay lại sau chấn thương. Từ tháng 10, anh tưởng chừng sẽ chớm trở lại sân cỏ sau pha va chạm với cầu thủ Uzbekistan trong trận đấu giao hữu chứ không phải là chính thức. Tuy nhiên chấn thương đó lại nặng hơn khiến và Quang Hải mất luôn cả 3 trận đầu mùa V-League cho Công an Hà Nội. Đến vòng 4 diễn ra hồi tuần trước, Quang Hải mới có thể tái xuất và ngay lập tức thì sự khát khao và động lực tìm lại hình ảnh bản thân đã giúp cho Hải lập tức ghi điểm. Dù cho Công an Hà Nội thua ở Lạch Tray nhưng Quang Hải được đánh giá là cầu thủ chơi tốt nhất trong tập thể rời rạc của huấn luyện viên Go Eun Kim hôm đó. Đến trận đấu gặp Nam Định, Hải đã khiến cho hàng vạn cổ động viên có mặt ở thiên trường hạ nhiệt sau bàn thắng thứ 2 vào lưới của Nguyễn Mạnh. Dù bị gỡ 2 bàn sau đó, nhưng có thể thấy được Quang Hải vẫn đáp ứng được tốt vai trò trên hàng công như chỉ đạo của ông Go Eun Kim. Dưới tay của chiến lược gia người Hàn Quốc, Quang Hải tự tin trông thấy ông Go Eun Kim nhìn ra những điểm đặc biệt của cậu học trò như ông thầy Park Hang-seo đã áp dụng với Quang Hải để có thể đạt được sự thăng hoa trên sân cỏ. Có thể Quang Hải và huấn luyện viên Go Eun Kim đã cùng nhau lắng nghe và tìm được tiếng nói chung. Với phong độ này, Quang Hải có thể là một trong những lựa chọn của ông Chelsea ở đội tuyển Việt Nam tại kế hoạch Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam sẽ triệu tập vào cuối tháng này và phong độ ổn định của Quang Hải có thể khiến cho ông Chelsea phải loại bớt một cái tên trên hàng công so với lần hội quần tháng trước. Huấn luyện viên Chelsea cần gì ở Philip Nguyễn? Huấn luyện viên Philippe Chelsea đã có thêm một sự lựa chọn tốt nơi khung gỗ của đội tuyển Việt Nam sau khi thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam hôm 6 tháng 12. Đẳng cấp của Philip Nguyễn là điều không thể bàn cãi khi từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc lên Europa League. Thế nhưng sự hòa nhập của thủ môn sinh năm 92 này với đội tuyển Việt Nam là điều mà nhà cầm quân người Pháp phải tính đến nếu như lựa chọn cho chiến dịch Asian Cup 2024. Từ thời của ông Park Hang-seo đến nay, Đặng Văn Lâm luôn là người giữ khung thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Những tên tuổi và đẳng cấp của Philip Nguyễn còn nhỉnh hơn Đặng Văn Lâm. Do vậy mà sự có mặt của Philip Nguyễn không chỉ giúp cho đội tuyển Việt Nam có hai thủ môn giỏi mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh tích cực nơi khung gỗ. Philip Nguyễn vẫn là mẫu thủ môn của bóng đá hiện đại với khả năng chơi chân ấn tượng, rất thích hợp cho triết lý kiểm soát bóng mà ông Chelsea theo đuổi. Trong bối cảnh phải đối đầu với hàng công rất mạnh của Nhật Bản hay Iraq tại Asian Cup 2024. Đẳng cấp của Philip Nguyễn hứa hẹn là sự bổ sung tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam. Vấn đề chỉ là khả năng tiếng Việt của Philip Nguyễn vẫn còn hạn chế để có thể hòa nhập tốt với đồng đội và chỉ huy được hàng thủ nếu như được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là vấn đề mà hồi mới về Nga thi đấu, thủ môn Đặng Văn Lâm đã vấp phải. Sau đó thì Lâm Tây đã phải cải thiện rất nhiều trong giao tiếp rồi mới trở thành thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam. Trên thực tế, Philip Nguyễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quê hương. Thủ môn sinh năm 92 được bố dạy tiếng Việt từ nhỏ cùng với chị gái nhưng không có được môi trường để sử dụng. Thế nên từ khi chuyển về Việt Nam thi đấu hồi tháng 6, anh đã thuê riêng một gia sư kèm tiếng Việt cho cả gia đình. Vợ và con của anh cũng học thêm tiếng mẹ đẻ. Tuy vào thời gian tập luyện và thi đấu xa nhà, Philip Nguyễn sẽ tranh thủ trao dồi tiếng Việt cùng với gia đình. Anh cũng thường xem YouTube về bóng đá Việt Nam để bật phụ đề nghe cho quen tai. Thế kế hoạch đội tuyển Việt Nam sẽ hồi quân tại Hà Nội từ ngày 28 tháng 12 sau khi vòng 8 của V-League khép lại. Thời cho Chelsea sẽ có gần 2 tuần để tập luyện trước khi lên đường sang Qatar dự Asian Cup. Nếu như được triệu tập, Philip Nguyễn chỉ có khoảng 10 ngày để hòa nhập cùng với đội tuyển. Với quãng thời gian làm việc cùng nhau khá ngắn thì ông Chelsea sẽ cần phải cân nhắc lựa chọn ai sẽ là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam. Lựa chọn này còn phụ thuộc vào cả quá trình tập luyện và thích nghi chiến thuật. Ông Chelsea đã xem Philip Nguyễn và Đặng Văn Lâm thi đấu ở V-League để có thể cảm nhận rõ được năng lực của từng người. Giờ là lúc Chelsea trao cơ hội cho Philip Nguyễn lên đội tuyển Việt Nam để kiểm tra được mức độ hòa nhập. Tuyển Việt Nam sẽ chìm nghỉm nếu như không bỏ lối đá phòng ngự. Nếu như không bỏ lối đá phòng ngự để chơi kiểm soát, chẳng lẽ bóng đá Việt Nam cứ mãi tự hủ trước các đối thủ lớn rồi tự dù ngủ?
đọc bài viết tuyển Việt Nam vô hại khi cố chơi kiểu soát bóng, cũng nhiều bình luận chỉ trích lối đá mà ông Chelsea đang áp dụng cho đội tuyển quốc gia. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về lối chơi kiểu soát bóng hiện đại. Nếu như xem một số trận ở giải Ngoại hạng Anh, ví dụ như trận đấu Liverpool gặp Fulham tại vòng 14 vừa qua, chúng ta có thể thấy ngay cả các đội bóng nhỏ được đánh giá yếu khi đối đầu với các câu lạc bộ lớn hơn sẽ luôn sử dụng lối chơi kiểm soát bóng. Mặc dù họ có thể hoàn toàn bị áp đảo bởi trình độ và thời lượng kiểm soát, nhưng các câu lạc bộ nhỏ này vẫn luôn triển khai bóng từ vị trí thủ môn, cố gắng di chuyển, cầm bóng nhiều nhất có thể ở phần sân nhà, sẵn sàng tranh chấp từng pha bóng với đối thủ và thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái nhanh để tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ các đợt phản công. Lối chơi của Fulham trong trận đấu với Liverpool cũng chính là lối đá mà ông Chelsea áp dụng cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 trận đấu giao hữu với Trung Quốc hồi tháng 10. Đây cũng chính là lối chơi mà ông thầy người Pháp đang theo đuổi, cũng chính là phong cách phù hợp nhất với xu thế bóng đá hiện đại. Bóng đá ngày nay không còn là sàn diễn của Tiki Taka ngày nào của Barca hay của một đội tuyển hùng mạnh như Brazil. Thay vào đó, bóng đá hiện đại tồn tại lối chơi kiểm soát. Vấn đề để thực hiện được thuần thục lối đá này, chúng ta cần phải chỉnh sửa rất nhiều điểm yếu cố hữu như các bài tập phối hợp 1/3 sân đối phương như thế nào để tạo cơ hội ghi bàn, cũng như bố trí nhân sự phù hợp để phục vụ mục đích chế bóng kiểm soát. Đó đương nhiên sẽ là một bài toán hóc búa mà ông Chelsea phải tìm cách giải. Thành công hay không còn phải chờ vào thời gian trả lời. Đặt câu hỏi ngược lại, nếu như không theo lối đá kiểm soát hiện đại thì tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng kiểu gì? Chả lẽ chúng ta sẽ trở về với lối chơi rình mò phòng ngự theo kiểu chẳng lẽ tử thủ và những cơ hội phản công ít ỏi? Rồi khi gặp các đội bóng quá mạnh vượt xa trình độ của mình, chúng ta lại tìm cách phá bóng thật mạnh lên phía trên nhằm hạn chế bàn thua và tự du ngủ mình bằng các trận thua sát nút hay các trận đấu hòa không bàn thắng. Nếu như chúng ta không thay đổi theo dòng chảy của bóng đá hiện đại thì chắc chắn lúc đó bóng đá Việt Nam sẽ mãi chìm sâu dưới đáy ao làng. Lúc đó chúng ta sẽ quay lại thời kỳ trước cả khi huấn luyện viên Park đến dẫn dắt đội tuyển. Và rồi thì người hâm mộ Việt Nam sẽ phải chứng kiến bóng đá nước nhà suốt ngày cứ mãi cạnh tranh với Indo, Malaysia, Singapore, chứ đừng nói tới Thái Lan. Sau đó thì người Việt lại lấy thành tích lọt vào chung kết của SEA Games hay AFF Cup để làm niềm vui nhỏ nhoi hay sao? Bất kỳ công việc nào cũng vậy, con người sẽ phải thay đổi theo thời đại, con người hiện đại thì không phù hợp, nhưng định hướng đúng sẽ là tiền đề để các thế hệ sau tiếp tục hoàn thiện nhằm đáp ứng được hơn. Chí ít thì làm vậy vẫn còn hơn là mãi loay hoay trong bóng tối và không dám tìm đường thoát ra. Tôi cho rằng, ở Việt Nam hiện nay không có một huấn luyện viên nội nào có đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển với kỳ vọng tiến ra biển lớn cả. Vì huấn luyện viên Việt cũng như cầu thủ Việt không có cơ hội cọ sát với môi trường bóng đá chuyên nghiệp của các giải đấu hàng đầu thế giới. Những con người chỉ quanh quẩn trong V-League năm nay. Qua năm khác thì dù giỏi đến mấy cũng khó lòng có thể đáp ứng được đủ kỳ vọng. Còn nếu như ăn sổi, chỉ dồn được đầu tư cho 1-2 lứa cầu thủ trẻ để tìm kiếm danh hiệu trong ngắn hạn thì cũng chẳng ích gì. Cứ nhìn lứa U19 Việt Nam ngày nào với những công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, thành tích tốt nhất của họ cũng chỉ dừng lại ở các giải đấu trẻ mà thôi, chứ chưa thể đủ sức vơi ra khỏi V-League. Vậy thì hỏi như cách làm sao để gánh vác được các mục tiêu xa hơn như Asian Cup hay World Cup?